Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Thôi, ủa sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá. Dạ xin chào cô Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn rồi yêu nhau, rồi cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3. Học chung ở đâu? Dạ, dạ ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng. Và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền luôn mày. Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem em quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái à. Lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời nhìn lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. Là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em làm bà Mai. Ừ. Bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á là bạn Thắng này á vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe rồi quần á coi như chú em cắt mà cắt không hết. Nhưng em thấy quần á vợ em mua cho em mà đợt đó té xe mà có giờ quần đó mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm là cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ọc thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? Dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? Dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được một tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái chuyện ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi với bản tính khó dời, rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn lúc đó. Em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu. Xong em nói trời ơi ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy. Không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàn gắn lại được? Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay. Hề thốt, trà lết, quết sảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á. Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu thì
bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì em tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Bao lâu đám cưới? Dạ đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại đấy, bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái vách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt điêu luôn. Tụi em làm đám cưới. Điêu luôn. Chốt luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó, ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một ủa lý do gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản thôi, chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. À để tôi lộ cho. Ừ. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi. Vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen. Lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Bân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu dạ. có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời ơi, đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói anh thắng xàm, chứ thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Nói ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày vậy trời. Tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê mà lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá đúng rồi, đúng đó. Rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực, nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì lòi ra không trong 2 năm? Đó. Dạ xấu đều luôn, hai vợ chồng xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Rồi Thắng ơi Thắng. Dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi. Một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn đó. Là em tự nhổ của em hả? Dạ nó là thói quen của em. Đã ngay bỏ ngay cái thói quen đó. Để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu. Xin nghĩ đi. Nhỏ. Trời ơi. Dạ. Thôi còn đi nè. Dạ với lại ngủ nướng anh. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không thích để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tây gần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nữa. Trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy, anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao đổ lên á. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng sau cái quên.
Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu, ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoảng mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này, ờ ngày mai nha em, sau ngày mai anh ơi làm này, ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài, tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ rau vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. Ờ, à, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm mà. Đúng không? Dạ, dạ tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi sao lại tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Lúc bình thường thì là anh em. Hay chứ bộ. Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa soạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa soạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà, không có đúng. Dễ thương. Cưới như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi, bỏ đi. Hiểu không? Còn em á, open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ. À quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó, là phải thoải mái. Thoải mái, tận hưởng. Tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Anh chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình. Trọn năm luôn á hả? Trọn năm luôn á. Em tên là Trần Trường An. Em là kỹ sư điện, quê em ở Bến Tre. Đây là bà xã của em. Dạ em chào anh chị. Em tên là Tuyết Mai. Em 28 tuổi. Em làm kế toán. Em đến từ Đắk Lắk. Ở trong làm thợ điện và làm kế toán. Chắc là đến nhà thu tiền điện cho nên quen nhau đúng không? Dạ không, là gặp nhau ở công ty. Tại thì em làm chung công ty. Em bắt đầu đi làm thì em được phân làm ở một phần nhân sự hành chánh. Cho nên là em cũng có kiểm tra hồ sơ của nhân viên này nọ. Thì em có phát hiện ra một cái hồ sơ mà trong đó đính kèm hồ sơ học bạ từ lớp 1 cho tới lớp 12. Cho nên thật sự là cái hồ sơ đó là em ấn tượng lắm. Thì em có nói với chị em kế toán làm chung với em là nếu như cái anh này về công ty chỉ cho em biết mặt. Rồi lúc nào em thấy mặt ảnh? Thì em đi làm công trình. Hôm đó có một cái anh ở trên công ty xuống á, mới nói là ở trên công ty mới tuyển được một cô bé rất là cao, 1m7 mà trắng. Mình nghe nó cao mình thích rồi. Tại vì hồi đó em 1m8 mà tìm mấy người mà cỡ 1m7 ngang ngang là mình rất là khó tìm. Lâu một thời gian thì em mới về được công ty. Khi em bước vô á là em nhìn thấy bạn đầu tiên là một người lạ. Đứng lên là em thấy cái chiều cao là em đoán được là cũng hết 90% rồi. Trong lòng mình đã kết lắm rồi. Tại vì cái người rất là cao mà trắng trẻo là mình rất là thích rồi. Nhưng mà bất ngờ cái là khi mình bước vô á thì hỏi rất là lạnh lùng, anh tìm ai? Nhưng mà anh phớt lờ em, anh lại vẫy tay với anh đồng nghiệp phía sau á. Cho nên là em cảm thấy là con người gì đâu mình rất lịch sự. Nói chung là cái ấn tượng tự nhiên là không có tốt lắm. Thì cái chị kế toán nó chạy ra hỏi em là ồ em đã gặp người đó chưa? Đó cái người mà em muốn gặp đó. Thì đó là em nó thật sự là không có cảm có tí cảm tình nào nữa. Cảm tình gì hết. Nhưng mà điều là em rất là tự ti, rất là nhát nữa nhé. Gọi là nhát gái, không có dám mà vồn vã hay gì đó. Là mình phải lờ đi. Tức là cái đó là cái gọi là cái cảm xúc ngược đó. Quá để ý rồi, quá rồi. Để tâm rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên gặp một cái là sốc liền, giờ phải làm bộ mà có tỉnh ăn lê liền. Rồi khi nào thì hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau? Mình tìm cách tiếp cận nhưng mà thật ra rất là khó. Cô ấy là giống như một cái robot đó.
cứ vô đến công ty là 7:30, bước ra khỏi cái bàn đó là 11:30, bước vô lại là 1 giờ và bước ra là 5 giờ. Là mọi người không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần nhìn bạn ấy là có thể là biết chính xác giờ vô giờ ra, không nói chuyện với ai, không giao tiếp, không giỡn hết, rất là nghiêm túc. Mình thấy quá xa vời, nhưng mà em cũng cố gắng tìm cách tiếp cận, mà mình không dám hỏi xin số điện thoại trực tiếp, mà phải gián tiếp là nghe, mình nghe lớn rồi. Cô ấy với một cái người đồng nghiệp trao đổi số điện thoại với nhau, thì em mới bắt đầu lấy hết cái dũng khí của mình, nhắn tin, hỏi thăm, vu vơ vậy thôi. Chứ vậy thì khi nào thì hai bạn quen nhau? Dạ thì một ngày thì anh ấy nhắn tin rủ em đi cà phê. Thì nói chung nó mưa to lắm, thì em mới nói thôi mưa quá để em khác đi. Anh mới nói là thôi nhất định vào hôm nay. Thì em mới thắc mắc, em kêu là ủa tại sao phải là hôm nay? Anh ấy nói là hôm nay sinh nhật ảnh. Thì em mới đồng ý đi. Rồi chuyện gì xảy ra? Dạ thì sau đó, sau ngày sinh nhật của ảnh là 28/8, thì đến ngày 29 ảnh ấy rủ em đi Vũng Tàu cùng với hai người bạn của ảnh. Thì nói chung là lúc đi thì bình thường, lúc trên đường về thì em hơi mệt, nên ngồi sau lưng ảnh thì em cứ gật. Thì ảnh lúc đó thì ảnh mới cầm tay em và trời lên ôm eo ảnh. Cầm tay mà phải nói gì chứ đúng không? Dạ không, lúc đó là nói chung là mình thấy thời cơ đến rồi. Cầm hôn đó. Dạ, thời cơ đến rồi mà, thời cơ đến rồi. Thời cơ đến rồi. Tại vì cái theo binh pháp là cái thẻ đánh yếu là chắc thì thấy nói chung là đi đường xa mệt mỏi rồi, giữa đường rồi là em bắt đầu cố tình em chạy chậm lại, cắt đuôi cho thằng bạn nó về trước. Là mình mới thấy cô ấy mệt thì mới đề nghị thôi, em mệt quá em ngồi xe ngủ rất là nguy hiểm, mình dừng lại một cái quán nghỉ chút xíu rồi mới mình đi tiếp, thì về thì nó an toàn. Đó chắc có lẽ là quá mệt rồi cho nên không có phản đối gì, cô ấy ngủ một tí. Thì lúc đó là chỉ là bước tiếp theo thôi. Bước tiếp theo là gì? Thôi coi như là mất nụ hôn đầu đời thôi. Trời ơi. Mất nụ hôn đầu đời. Là lời nói đi đôi với việc làm luôn đó. Rồi, phải nói là hai bạn rất là thuận tiện đúng không? Bây giờ đã chính thức quen nhau rồi, làm chung công ty với nhau nữa thì quá thuận tiện. Dạ, rồi đúng không? Cứ thế là gặp nhau hàng ngày luôn hả? Dạ. Nói chung là làm chung nhau chỉ 2 năm thôi. Một lần thì anh chuyển công ty, thì hôm đó anh mới nhắn tin cho em, anh nói là có gì tí nó qua công ty. Thì em qua đó thì anh nói là ngày mai anh chuyển công ty rồi, anh đi rồi thì em đừng có qua cái phòng anh làm việc á một thời gian, để khi em nhìn thấy em sẽ nhớ anh, rồi em sẽ nhớ kỷ niệm gì đó em lại khóc. Anh vừa nói xong là em thấy anh nức nở rồi, mà em còn chưa hiểu chuyện gì nữa, mà nhìn thấy người ta đi ngang qua cứ nhìn em giống như là em vừa làm gì ảnh á, thì lúc đó em cứ dỗ ảnh, nhưng mà em càng dỗ thì càng khóc to hơn. Cũng mà có hiểu chỗ là tại sao An lại khóc. Tại vì giống như hồi đó mình gặp nhau hàng ngày rồi, là ban ngày làm 8 tiếng xong rồi tối về còn đi ăn uống cà phê nữa, nói chung là gặp nhau thường xuyên. Tự nhiên em đặt mình vào cái hoàn cảnh của bạn gái là cảm giác thì nó trống vắng. Mình đặt vào cái cảm xúc đó tự nhiên nó rất là dâng trào, khó không kiềm chế được. Nhưng mà anh biết không, thật ra thì anh chuyển chỗ làm đó chứ cách công ty chỗ khoảng 4-5 cây số chứ đâu phải là xa xôi lắm đâu. Chuyển từ Bình Thạnh qua Gò Vấp. Trời ơi, chuyển từ Bình Thạnh qua Gò Vấp mà khóc sướt mướt vậy đó, chuyển công tác đi xa thì thôi. Anh nó cũng khá là tình cảm. Thế thì một người đàn ông mà dễ khóc như vậy thì khi mà sau này cưới nhau rồi đó thì ảnh cứ về nhà có hay khóc lóc không? Thì nhìn ảnh cũng là khá manly. Nhưng mà nói chung là cũng khá nhút nhát đấy chị, cũng sợ ma sợ chuột. Cái gì sợ ma nữa hả? Dạ. Sợ em cũng nữa. Sợ em nói gì vậy, em làm như em ngạc nhiên. Bây giờ tôi hỏi cái câu thẳng thốt như vậy là bởi vì tôi gặp được một người đồng cảm với tôi. Anh có bao giờ mà anh thấy chuột mà anh sợ muốn xỉu chưa? Thấy chồng em đang nấu ăn mà em thấy chuột bò qua là em kêu là anh vô lùi chuột cho em đập. Cái việc lùi chuột là việc cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Mà anh trời ơi, nói nhảy người chồng thì sao? Lúc đó chồng té xỉu thì chồng vợ có đỡ chồng lên nổi không? Trời ơi. Nếu vậy thì chị biết chắc chắn là ở nhà em sẽ là ở vai trò của cái người gọi là người cầm cân nảy mực, người chỉ đạo đúng không? Người đàn ông đúng không? Chị nói vậy là em cũng tâm sự với chị luôn. Hồi trước khi em lấy vợ á, nói chung là hồi đó em đi công trường mà sống nó lan bạc, cái điều kiện sống nó tệ lắm. Em nghĩ là lấy vợ về là sung sướng, ăn ngon đẹp hơn, quần áo có vợ lo đó, chỉnh chu. Dạ chỉnh chu. Khi em về mới phát hiện là em là cái người làm vợ. Khâu vá nấu nước giỏi lắm. Vậy giỏi hả? Hơn em còn biết sơn tay vẽ tay, nhưng tay của em ảnh sơn cho em, ảnh vẽ cho em. Nãy chị ngại, nãy chị
không dám nói cái câu là em là trong vai trò người chồng, mà chị dám nói là sự chỉ đạo thôi. Tâm sự tiếp đi em. Dạ, còn thêm tính gia trưởng. Phải không? Ví dụ á, ví dụ như á, em làm cái gì đó là tất nhiên phải có đứng sau chỉ đạo. Em á thì người gốc miền Nam và em gốc Bắc thì cái cách ăn uống hay cái thứ thì nó sẽ khác nhau, cách nấu nướng không có giống nhau. Ví dụ em nấu canh á thì em nấu nước sôi lên là em cho tất cả vô là em nêm nếm là xong. Vợ em là không, phải chiên cá trước đó, rồi sơ chế các thứ đồ nó lấy xong rồi á thì mới đổ vô phụ mùi tanh, đổ nước sôi vô. Thế cho nên là dần dần em cũng quen đó. Nhưng mà có một lần á là em không, vợ em là hôm đó tự đi chợ mà phụ trách cái nồi canh thì đang làm á thì mới vợ em mới bận thì nhờ em đứng thay. Thì em vô em cũng rất là đúng bài tại vì quen rồi, em chiên cá trước rồi xong xuôi em đổ nước sôi vô, em bỏ cà chua vô sau thì vợ em lúc đó mới xuất hiện. Em xuất hiện thì em thấy là rõ ràng xong khác em cũng làm. Thường nó chiên cá xong là anh lại sắc cà chua, anh bỏ vô cho ra cái nước màu á, nó đẹp 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 rồi anh mới đổ nước vô thì nó tạo thành cái nước màu đẹp được. Đây anh làm mới có bước thứ nhất à, đã nhảy cấp bước thứ ba rồi. Rồi lúc đó em tính sao? Gia trưởng nổi lên, tính chỉ đạo nổi thì lên. Thì thay vì là nói câu gì dễ nghe, anh làm kỳ, anh có biết làm không? Anh không biết thì đi đâu cái khác. Lên gác làm gì cả? Lên nằm. Trời sao đồng cảm vậy? lên nằm thôi, không có khóc, không có khóc. Rồi lúc đó thấy chồng mình tự nhiên là lên trên gác cái chẩn, rồi em có nghĩ là chồng mình sẽ khóc không? Dạ thì em cũng không nghĩ đâu, tại vì em nghĩ là thương thôi mà. Tại vì nói chung cũng bị nói nhiều lần, chứ là một lần đầu tiên. Mà lần này không biết sao bức xúc dữ vậy tự nhiên leo lên gác. Cho nên là em mới đi lên gác theo. Thì em lên em thấy nằm đống á, em mới kêu là ủa nhau như đang nấu lên đây làm chi vậy? Rất là đang bực bội. Mà hỏi câu nghe không có tỏ tình. Không có sẻ chia gì ha. Em không trả lời, em cũng nằm im vậy thôi. Mà mặt có vụng phịu không? Dạ nói chung thì chồng em cũng dễ tính lắm. Khi mà em mà mở lời trước thì anh ngoan ngoãn xuống. Ở nhà thì vợ làm chồng mình còn làm vợ. Thì chắc chắn là sẽ có những cái điều gì đó mà các bạn mong muốn ở cái người bạn đời của mình thay đổi. Có muốn thay đổi ngược lại không? Là vợ làm vợ, chồng làm chồng không? Thật ra thì em cũng không có cảm thấy phiền hà vì cái chuyện ấy. Miễn làm sao mà cuộc sống vợ vui là mình sẽ cảm thấy rất là vui. Còn cái chuyện mà ai cũng bận rộn hết thì nên chia sẻ cái việc nhà với nhau thôi, không có gì hết. Nhưng mà điều em cũng mong là vợ em bớt đi cái sự gia trưởng tập đón chút. Thì biết bớt nóng nảy, có một cái gì đó mà không đúng ý á là bộc phát rất là nhanh, không có kiềm chế được. Được cái là rất là tôn, rất là thường hay hỏi ý kiến của em, như là đi mua sắm mà chọn giữa màu xanh màu đỏ hỏi giờ anh lấy mà em lấy màu gì được anh. Em cứ lấy màu xanh, vậy em lấy màu đỏ. Có nghĩa là hỏi là em lấy màu xanh đi thì cô lấy màu đỏ. Dạ, lúc nào cũng hỏi. Mới đầu mới đầu chị đang tính binh vực em. Chị tưởng là mỗi khi em hỏi á, có nghĩa là cổ đâu có gia trưởng, tại vì cô hỏi ý kiến em mà. Dạ đúng rồi. Thì làm sao mà gán cho cổ cái chữ gia trưởng được. Nhưng mà sau câu kết luận của em á thì chị khẳng định là của gia trưởng. Chồng em đã là tuyệt vời rồi. Dạ. Vì rõ ràng bây giờ anh cũng đâu có đòi hỏi em phải thay đổi đâu. Là em phải là vợ mà anh làm chồng đó, anh không đòi hỏi điều đó. Đó là một cái hạnh phúc rất lớn đối với em. Được không? Bây giờ hứa đi, quên tụi chị đi, quên hết mọi người đi, nhìn thẳng vào mắt nhau hứa đi. Nhìn thẳng vào em chủ động đi. Nhìn thẳng em chủ động đi. Thôi chủ động nắm tay đi. Không phải mình đứng lên cho nó trang trọng. Đó. Đứng lên đi. Đó. Trang trọng là bởi vì em là người hứa. Thì nói chung thông qua chương trình này thì em cũng hứa với anh là từ nay sẽ bớt bớt thôi nha. Bớt nóng nảy, bớt gia trưởng, phụ anh nhiều hơn. Mong rằng là tất cả các vợ chồng khi đến với chương trình Vợ Chồng Son Ai đấy cũng đều có những lời hứa mà chúng ta cùng thực hiện để làm sao cho cuộc sống hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chà, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vì gương mặt phu thê nè. Từ lúc sống chung lại cũng nói là phu thê luôn à. Còn cái đôi mắt này lạ lắm nha. Hiếm có cặp vợ chồng nào mà có cái đôi mắt mà giống nhau như vậy luôn á. Đâu có giống đâu. Đâu chị, cái mặt là giống nhau vậy? Không. Đều là dấu gì ta? Dấu ớ á. Không phải. Đây nè, ớ nè. Đó. Không giống lắm, anh nói thiệt. Mà có ai nói là
Hai vợ chồng giống nhau. Dạ có lúc đấy. Có cũng nhiều lắm, nhiều người nó giống. Tức là nhìn tổng thể là giống nhau. Dạ. Nhưng mà phân ra từng nét á thì cho có cái lỗ mũi giống nhau thôi. Không có. Em lại thấy đôi mắt cũng giống nữa nè. Đôi mắt của cô này bé mà, đôi mắt thì nó tròn xoe mà. Nhưng mà cái kết cấu là nó đều vĩnh, nó đều nó giống như cái giống này, giống gì không biết nè hả? Dạ. Dấu nào? Dấu gì? Dấu gì nè, chứ không phải dấu. Cái này là cái nón. Không, bây giờ em hỏi chị nè, trong trời tự nhiên bí quá. Có cái dấu nào mà nó quẹt qua vậy không? Thì nó là dấu ớ, còn cái này nó là dấu á. Dấu á, dấu á ngược á. Còn cái này dấu ớ. Cái này dấu á ngược á. Là ân á, ân á, rồi ăn á, hiểu không? Cái này là ân. Chắc ăn giống rồi chị à. Không, bởi vì em nói là ăn. Ăn, à đây. Ừ, thì là ăn thì đừng hỏi nè, ăn hay là ờ, hay là ân. Ớ, nhưng mà là nó không mệt quá nhỏ. Thôi, mệt quá, nói nghe nè, giới thiệu tên em. Dạ. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, xin chào chị Hồng Vân. Em chào xin chào khán giả. Em tên là Thành. Em làm công việc của em là vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Dạ. Ở đâu? Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À, từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành em là ở Thành đâu? Là dạ, em sống ở Sài Gòn. Em nay 93, 30 rồi. À, 30. Dạ. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Dạ. Em mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. Dạ, đang 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Dạ. Năm nay cũng 93 tuổi. Dạ. À. Hai làm công việc gì? Dạ em bán quần áo. Quần áo. Dạ. À vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, do cho bên này bán. Dạ thì lúc đầu liên quan vậy đó, lúc đầu là thường như vậy đó. À, ai cũng nói vậy. Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy. Thì bây giờ là như vậy luôn. Câu chuyện nó quen nhau thì nó lại mắc cười lắm. Là ngày 28 Tết, thì em đi quýnh bài. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. À. Cái mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cái mời hết mọi người đi ăn, không phải đi hết. Chỉ có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Đi ăn sao ăn ra ngoài nói chuyện. Không ai chịu đi ăn. Không ai đi hết, chỉ có hai người chỉ đi. Chỉ có thôi. Hai chị em bé này dạ. Đi. Mà em ăn hết cái sòng bài luôn. Nó cay cú quá. Quá mà. Ăn không còn một đồng bạc mà. Là tôi phải ăn lại cho ông coi như là ngập mặt đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy thôi. Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài mà không biết đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài xì dách. Cái vô cái anh này chạy là sao? Cái nẹt bô nữa, chạy xe chiếc SH cứ nẹt 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 gì nè. Cái em lại em thấy trẻ trâu rồi em biết sủ nhi rồi. Em cũng không thèm để ý nữa. Xong cứ ăn, cứ đánh bài ăn gom hết. Cái nhỏ em cay quá nói là giờ đi ăn cho bỏ ghét chứ ăn hết rồi. Dạ. Là đi ăn chưa? Có 3 người. Cái tâm trạng nó y chang, nó y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua mà sao lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chén tái hột gà, kêu đủ thứ hết trơn. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng. Mà em đói gần chết luôn mà em giữ nét. Mình đói muốn chết lẽ mình vô mình kêu ăn này nọ. Thôi anh đói là anh ăn rồi. Anh kêu miếng kêu chén tái thôi, anh no quá. No quá về quốc cho tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Không lẽ mình mới gặp mình sao gặp em ăn xấu lắm. Cái đó thôi nè anh no rồi, anh kêu chén tái ăn à. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện có. Thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn. Mà gặp nhau đánh bài thì ở quê. Đâu thì cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết. Cũng đồng trang lứa 93 luôn mà đâu biết đâu. Sao mà về quê quýnh bài gặp, cùng sống Sài Gòn, hẹn lên Sài Gòn gặp nhau. Mà sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau ở Sài Gòn. Là mới quen. Dễ thương. Trời em chấm từ lúc quýnh bài rồi. Từ lúc đã nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó. Mặc dù là đói thế bà nội đó. Đầu tiên là em vô sao. Cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kính rồi em đâu ngồi được. Em đứng em tia rồi, em thấy rồi trong bàn này tia rồi. Em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền. Nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm. Rồi chung giùm này nọ luôn. Rồi ăn hết xong bài luôn. Mà cả đời quýnh bài không bao giờ ăn. Duy nhất một bữa lại em ăn. Đó, tại có thiệt. Không phải. Cả đời không ăn. Trấn à. Không phải hai đứa này đi trái quy luật. Người ta là đen bạc đỏ tình. Đỏ tình đen bạc đúng không? Nó đỏ tình. Nó trái luôn. Nó đỏ tình đỏ bạc luôn. Đỏ bạc đỏ tình luôn ha. Xong lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy Sủ Nhi rồi em cay nữa. Nên em mới đòi đi ăn thôi chứ em không có nghĩ cái gì vậy như kiểu. Ủa, như là thế bây giờ không mình. Nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu kể nghe coi nó ra làm sao. Anh kể ra.
Sau cái bữa ăn phở đó. Sau bữa ăn phở đi chơi. À. Cái bắt đầu hẹn lên Sài Gòn. Là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ ăn phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Nhẹ nó về, chắc phải tuần. Tuần sau, sau rồi mẹ. Dạ. Thì đó một tuần đó thì tôi kể đi, kể rồi. Cái bữa đầu tiên dạ. đi chơi. Dạ. Ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống. Mà tôi nói lạ có biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp, gì mà nó hợp không thể nói luôn. Nó hoài, nó quỷ, nó tới sáng luôn. Bây giờ vậy nè, thôi để cô vợ cũng kể đi cái chi tiết nè. Đó, lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn. Đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn. Anh chở em đi từ từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, rồi qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng. Mà bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào á. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy á. Không hiểu sao luôn. Sau cái em mới nói ủa sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái được, thoải mái từ muốn kể gì kể á. Rồi ảnh cũng dễ chịu nữa. Xong cái về cái cũng suy nghĩ vậy đó, là bữa đó đi chắc tới 3 giờ sáng. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện á, nói về vấn đề gì? Nó nói về vấn đề kinh doanh nữa không? Không đâu, nói chuyện lan man đủ thứ trên trời. Mà không nghĩ nó hợp cái gì mà hợp khủng khiếp luôn. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em ơi, nói cái gì thấy cũng hay hết trơn trọi đó. Thiệt là nó khiến nó đến. Ừ đó chứ. Ủa trời anh ơi, con kiến nó bò kìa. Vậy cũng vui đó. Dễ thương quá em á. Trời ơi chứ. Hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Con kiến nó bò kìa anh, kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó nụ nhiều kìa. Quan tâm làm khỉ gì. Thì bây giờ là như vậy luôn á. Phải không? À. Đúng là người ta giống như người ta nói là cái đó là lúc mới yêu. Rồi sao nè? Không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng? Tôi chạy vòng vòng hết Sài Gòn luôn. Chắc chạy hết chắc 100 nghìn tiền xăng quá. Chắc ngoài 100 cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu có chỗ đâu tấp. Bây giờ cứ chạy hoài, cứ nói hoài, giờ không lẽ mình đi về vui quá rồi. Cứ đi cứ chạy hoài chạy mày xưa chuyện luôn, buồn ngủ quá. Chạy chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình Hoài. Dạ đúng rồi đó. Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp, tôi nói là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Lại nói nữa. Nhau luôn, nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó khác cái ngày trước đó, cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư sao chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn ở đầu giờ không biết nhậu. Em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng hoài. Chạy vòng không, giống như là cái nhà em là ở ngay, cái nhà em mướn là ở ngay quận nhất rồi, mà anh cứ chạy vòng hoài là gần nhà mà sao không về, mà cứ chạy vòng hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng nói trong bụng rồi. Cái em nói, thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được, thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về. Là em rủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, dạ, quen lâu thiệt lâu. Mẹ chủ động nói luôn hả? Dạ. Tại vì nó đi vòng vòng hoài. Mệt mắt mệt thiệt. Gặp em uống có mấy ly mà em chóng mặt quá, em nói đúng nữa. Rồi. Mà cứ cha lại cứ chạy vòng hoài không rõ gì vậy. Rồi em nghe cái câu đó làm sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó em còn nhớ không? Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, đang sỉnh là tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy vừa thấy lũi vô luôn. Lũi luôn. Trời ơi trời, khách sạn buồn nhất một chiều mấy một đêm đau lòng luôn trời. Giá bao nhiêu cũng trời, trời 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thấy lấy người ta trả thấy rồi lũi thẳng liền. Lũi luôn. Không kiếm gì nữa, mất công lâu chịu nổi. Lũi liền, không hỏi giá luôn. Qua sáng sao tính tiền. Triệu mấy? Má ơi, trời ơi cái gì thấy ghê. Buồn nhất giận đạo. Nhưng mà bữa đó lời mà. Cũng lời, tiền không quan trọng, tiền không quan trọng. Em nói hay vợ chồng em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó nói chung là cái duyên thì sao. Trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm như là vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay vài tháng vô tình gặp với em, gặp xong quen gần tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Chơi tốc độ hơn chữ luôn mà. Tức là trời ơi, dọn dẹn trong vòng 4 tuần đó. 4 ngày đã là của nhau rồi, sau đó là 1 tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn tháng hơn là cầu hôn. Rồi chừng nào cưới luôn không? Dịch. Tính dạ, cưới rồi nhưng mà dịch. Dạ, đúc dịch. Không là nó cưới được. Rồi dạ, xong là qua dịch rồi cưới. Dạ. Vậy là cũng phải mất hết năm. Dạ. Thì tụi em cũng chơi tốc độ là nữa. Là cuối năm á. Tụi em bắt đầu là tính cưới rồi. Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, nghĩ tới dịch cưới được không? Cái đầu hai đứa thấy năm sau tuổi sửu hợp tuổi dậu. Giờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới. Mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính trước thì năm sau kịp là tuổi sửu luôn. Rồi để có bầu dính cưới luôn.
cưới luôn nhớ luôn chơi tốc độ thường trưởng luôn tốc độ luôn là coi như là ở trên á người ta chỉ đúng rồi người ta giật thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói coi thầy coi cô gì không? Dạ chắc có luôn dắt chị coi bói dạ, nhưng mà là người ta nói coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ cái cô đó thì cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi tại vì rất là tốt luôn. Nên bây giờ có nếu mà bị ai nói thì cũng không quan trọng đâu. Ừ. Cô đó nói gì đó. Thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với cái gì dạ, tuổi nhậu với tuổi sủ đúng không? Là em bé là con trai hay gái? Dạ bé trai. Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ 93 bằng tuổi nhau. Ok thì quá ngon lành. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta? Hai đứa gặp nhau lúc mà dạ, dịch năm 2019. 2019. 2019 là 4 năm rồi. Dạ. 4 năm. 4 năm. Ngưng hết năm. Ngưng hết năm dịch. Đó là 3 năm. Ôi trời ơi. Rồi cưới được mấy năm? Dạ 2 năm rồi. Cưới được 2 năm rồi em. Dạ. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi á 1 năm là cũng như gần gần cuối năm á là biết nhau quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi giờ để em hỏi cái này cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá. Nó chóng bánh quá dạ. Thì bây giờ và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi dạ. Thì không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần rần á. Ừ. Dạ bất ngờ lắm anh. Với lại nhớ nhớ hoài cái câu mà lúc mới quen mà anh nói trời giống như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đó là của xong nhau rồi đó, của nhau rồi xong rồi các em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi xong rồi đi về ổng ở với em các em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà cái nhỏ em của em xuống thấy sao anh này giỏi quá vậy cái nói trời ơi anh hai ơi chị hai ơi anh Thành được lắm anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nói sao anh không để cho em chú em về em dọn dẹp cho. Cái anh mới nói là hả anh đã sạch quen rồi thay dơ anh chịu không nổi. Trời cái câu đó xong cái em nghe cái nói trời ơi sao tự nhiên giớ được này cũng ok này nọ xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á thì là không bao giờ ở sạch nữa là ổng theo em là chỉ ở sạch là lúc đầu tuần đầu thôi là bắt đầu về chung là không bao giờ sạch dối nữa. Đó ý là giả dối dạ đúng rồi giả dối là tạo nét quá trời nét luôn á cuối cùng là lòi á thôi để chút nữa cái phần sau kể ừ đó dạ. Nha ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở qua ở nhà đó là từ cái bữa thứ tư đó là ngày nào cũng gặp rồi bắt đầu cũng đi khách sạn suốt luôn rồi bữa tối đó đi về thấy vợ ngủ mình ngủ rồi lũi nhà vợ em ngủ luôn ở đuổi không về luôn coi như là cuốn gói theo gái đó đúng em lấy đồ dọn qua em ở luôn dọn dẹp nhà cửa luôn mà em ở dơ em là biến dọn già lắm tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên lấy mình đàn ông mới vô mình nó dơ nhà gái tay kỳ quá rồi cũng quét dọn mà tánh em là biến ở dơ lắm nó thẳng luôn là làm biến rồi tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn á rồi lúc này coi như là mà bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà dạ, cầu hôn à kìa. Đúng rồi cầu hôn đúng rồi dạ ủa lạc đề luôn á dạ cầu hôn thì giống như là vô tình thôi nguyên đám bạn với lại em hai đứa em của em là đi chơi đi ra Phú Quốc chơi là ở mướn cái villa đó là chơi xong rồi cái tới bữa cuối mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi thèm chả thái quá mà tự nhiên trong thành phố không ăn cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi ăn chè Thái cái chở em đi vòng vòng để kiếm chè Thái rồi mình bực mình ham vui mà mình muốn chơi mà tự nhiên đi kêu mình đi ăn chè Thái bực bội cái ngồi vừa ăn chè Thái mà vừa bấm điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn cái gì ăn chè Thái không nội xong cái tức quá cái em nói thôi đi về đang chơi tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà tại nguyên các bạn đang ở nhà đợi là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó à là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà làm trang trí đó ở dạ. Nghĩ qua cái tự nhiên ông anh đẹp thái dạ nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè dạ về thấy là đầu tả sơ sơ cái như là trang trí hết cái căn villa đó là và từ trên dưới là bong bóng rồi hồ bơi cũng bong bóng xong rồi mấy bạn á là sắp xếp với em sắp xếp là đèn rồi nhạc rồi tùm lum ổng đã hành động như thế nào dạ là quỳ xuống cầu vậy đó. Mày nói câu gì nữa nói là đồng ý làm vợ anh nha. Ờ có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi cái nhẫn đó đâu? Dạ nhẫn đó trời ơi hai chị em mình đồng thanh đồng thủ cái nhẫn để nhà dạ tại có cái cặp kia vui lắm cái nhẫn cầu hôn á bà vợ bà rửa tay rồi bà bỏ bỏ quên rồi bà để quên luôn rồi bà mất luôn bà giấu chồng bà giấu mỗi lần chồng hỏi cái làm bộ nó là cất ở đâu nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi cái nãy hai chồng sáu nhẫn ở đây nè cưng lắm
Dạ, vậy cũng giống anh này. Em dự tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi. Đầu tiên là nói ba mẹ lên, đang đi Phú Quốc thì tính ba mẹ lên để nói chuyện. Để nói chuyện, bắt đầu là nó cứ hỏi nha. Nói thôi sẵn đây đẹp quá. Bắt đầu nhắn tin hết, phân công bạn bè. Đi đó 8 người, người ăn mãn, đứa bơm bóng, đứa đi về đặt bánh kem, rồi đứa đi trang trí, rồi đứa tạo hiện trường giả, rồi đi thê lo. Rồi giao người việc hết trơn, rồi bạn bè nó xông xáo lắm. Em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đi dọn cái trong đó cho nó đẹp. Tại vừa về là mọi người cứ vô ập vô mà làm thôi. Hề nhất là ăn trà Thái. Tại vì cái gì em gán kéo thời gian, đi càng lâu càng tốt. Mà cứ đồ về hoài à. Nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình rồi suôn sẻ hết hả? Có cấm cản hay là có cái gì không? Dạ không, giống như là tại vì hai đứa là tự lập á. Giống như là lên thành phố ở rồi, anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi. Nên không có gần gia đình nên cứ thoải mái thôi. Là tự lập luôn. Lúc mà em quen vợ, lúc em làm cái gì? Lúc em đang làm gì? Dạ cũng làm công việc đó. Em cũng làm công việc vận chuyển. À vậy đó hả? Rồi lúc em vợ làm cái gì cưng? Dạ lúc đó em cũng chuẩn bị bán quần áo này kia gì đó. Dạ bắt đầu giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó. Dạ đúng rồi, tại vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao rồi nhập chưa vô đâu, xuất sao chưa, làm sao xuất nhập được thì đúng rồi. Không, anh làm gì vậy? Nó anh làm gì vậy? Ủa anh giờ đưa công chuyện anh lại gì đâu? Anh lại giờ anh đi anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc về. Ôi dạ anh, đúng rồi, thời gian bán quần áo nè, đúng rồi, đúng không? Em thôi, em đang tính kinh doanh quần áo nè, là coi mấy anh ấy đúng rồi, nó hoài đâu hết luôn, nó hoài nó không hết chuyện quá thì bởi vì em nghe là em chớp liền. Em nghe là em chớp liền, cái này cũng ngon, thấy cũng quen biết rộng, ngon, mối này ngon, ngon ha, rồi đẹp trai nè, rồi là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha, bài bạc rồi cũng giỏi, số cũng hơn, không từ bữa đó xong là thua luôn á, là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ ăn thì đó đỏ bà kêu là đỏ thân luôn tới bây giờ. Dạ đó, đó luôn không ăn đúng một ngày gặp vợ em thôi đó, đúng đó. Dạ đúng. Mà biết sao cua nhỏ này tốn tiền không? Dạ cua nhỏ này tốn tiền không? Đi thời đó thì cũng không tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó. Gặp em cũng ham ăn ham uống mà. Ăn quá trời ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới ăn từ sáng tới chiều. Tại đứa hợp vậy đó, thích ăn uống thích đi du này nọ thằng gái nó hợp thì khủng khiếp luôn. Rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không? Và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không? Hay nó có đỡ đần gì cho cưng không? Nó có gặp những cái sự biến, gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không? Gặp biến cố. Có biến cố như là sự biến là cái gì? Giống như là cũng có nhiều biến cố, như là mình bị thay đổi á. Như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á, là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to vậy chứ. Xong rồi bắt đầu từ cái lúc mà có em bé á, lúc mà sinh em bé thì bắt đầu hai đứa có cãi. Tại sao? Như là cũng có thể lúc đó em thay đổi, giống như là em suy nghĩ nhiều hơn á. Như mình phụ nữ mình có con rồi phải suy nghĩ nhiều hơn. Lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực, là lúc đó đang dịch nữa. Đang dịch cứ ngày nào cũng nghe dịch chạy tới chạy lui, rất là sợ. Rồi gặp lúc đó là hoãn công việc lại hết, là không có làm gì hết. Không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng luôn, không làm gì hết, là về quê ở nữa. Ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp á. Dạ nên hai đứa cũng có gây qua gây lại. Giống như là đang tôi ăn tôi chơi mà có con không quen. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Cái trong những tại vì mình còn trẻ mà trong công việc nuôi con không quen, cứ người này chỉnh người kia mà không biết không quen càng nhiều á. Rồi cái bị trầm cảm dạ, đó phải không? Dạ lúc đó em cũng có bị trầm cảm là vậy thôi. Nhưng mà gây nhau hỏi gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ làm sao? Cãi lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này cái nọ. Giống như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ thì đúng rồi, chắc cỡ đó luôn. Cỡ đó kiểu em ở nhà em và vợ em vợ rồi xong cũng hai bữa lên sỏi về làm huề. Dạ kiểu như là nghĩ lại thì thôi cỡ con rồi mà cũng vậy. Vậy như em cũng lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy, giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy, cái mình bị muốn được nhiều hơn như vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Vì đứa con rồi vì tính tình hai đứa quá hợp nhau mà rồi xong cố gắng. Đúng rồi, cố gắng rồi cũng vượt qua được hết. Em cũng nghĩ là cái lúc mà hai đứa quen đó, mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà mình nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa. Cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng có áp lực quá, nên em thôi kệ, sau này cảm muốn làm gì làm.
Không quan trọng nữa. Bây giờ là một đứa thôi đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Mới có mấy tuổi? Dạ. Dạ em bé 18 tháng. Mà em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách. Đó kỷ niệm. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh. Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh á. Ngũ Linh là đánh bài á. Là thắng năm lá. Năm lá 21 điểm. Rút năm lá 21 điểm. Chưa là tới 21 điểm. Là còn hơn Xì Dách nữa. Dạ. Giống như Xí Ngầu á. Xí Ngầu á là đó. Thì đó chị cũng có biết chơi bài đâu. Dạ. Mà ăn. Kỷ niệm. Ăn thôi là ăn vậy đó. Bởi trẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Con Xí Ngầu dạ. Dễ thương nghe là kia tên Xì Dách. Xì Dách. Dữ là nghe. Thì nó dạ. Trai mà. Mà dạ. Gặp gái mà để tên Xì Dách có kỳ lắm. Dạ. Mà. Đầu. Mà dạ. Gái thôi Ngũ Linh cũng không nên. Em nói giỡn thôi, em nói giỡn cho mất. Dạ. Nó chơi. Xí Ngầu đi dễ thương á. Đầu đặt tên Xì Dách cái ở nhà nói. Cái gì mà giống thần bài quá vậy, cái gì mà đặt tên gì con gì thấy ghê vậy. Mà giờ ai cũng kêu nó thấy quen. Quen rồi, cũng thấy thôi cũng sao, dễ thương mà. Dạ. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy cả hả? Cho vợ kể cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á. Dạ. Nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ dạ. Không? Đang kể đó. Bây giờ còn không? Đi. Dạ cũng còn. Bây giờ tới phần khui tật xấu đó. Dạ cũng còn nha. Khui xong đi. Rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm á. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta. Là cứ, tình. Cứ nguyên ngày cứ là cứ xong cái đi ngủ cái em nói rồi sao đi tắm đi. Quên rồi. Xong rồi cái em mới kêu ra tắm đi cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền chứ không có cỡ nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong là để tới sáng tắm. Mà không có lau mình luôn á. Dạ không luôn. Cứ vậy là đi tắm là không là nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra ôm cứ ôm nằm xa em ra vậy đó. Rồi bữa nào tắm thì sáp vô còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Dạ. Có nghĩa là bữa nào ảnh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Dạ. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa đó chưa tắm. Rồi bữa chưa tắm. Dạ vậy đó. Có nghĩa là đó là nhiều khi nó là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi bạn chị đó. Bạn chị đó Vin. Bạn chị đó. Cái bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Dạ. Thôi, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi hồi hộp thấy bà nội luôn á. Bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng tới đây là thôi rồi xong à, đó, đi mà có cái quần mà pháp pha pháp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em tại em nghe công việc của em á nghe điện thoại gì quá mà em cái tật em hay quên mà cái này em quên thiệt cứ nghe điện thoại xuống từ 9-10 giờ đi 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe ghét rồi mệt quá rồi lăn ngay ngủ luôn. Công việc cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ xong rồi còn hay hậu đậu mà còn tỏ vẻ. Tiếp theo đó bây giờ một cái là quên tắm ở dơ nè rồi tiếp theo. Còn tỏ vẻ nữa. Ra vẻ. Dạ ra vẻ. À ra vẻ đó. Dạ đúng rồi ra vẻ thể hiện cái thể hiện. Giống như là giống như cái vụ mà đi lau nhà đó. Nói chung là tại vì dạ đúng rồi cũng thể hiện lắm quá. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn hay là kia anh cũng thể hiện lắm. Giống như là bữa giống như kỳ em với ảnh đi ra Vịnh Hạ Long chơi xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn. Không để anh biết chỗ này có chuyến là chuyên gia xe chở rất là VIP chở từ khách sạn ra sân bay xong cái anh cũng đặt thì mình cũng nghĩ ok rồi. Xong anh đặt cái ngày mai người ta tới rồi hai đứa cứ lên xe ngủ thôi rồi rặn đặng đi ra sân bay vậy anh cắt lái hả sân bay cắt bi cắt bi cắt bi sân bay sân bay Vân Đồn sân bay cắt bi nó chở ra sân bay cắt bi Hải Phòng mà nó chở ra cắt bi Hải Phòng luôn trời ơi trời mất vé luôn người đặt vé lợi. Ủa nhưng mà thật ra là sân bay Vân Đồn ở Hạ Long thì đúng ra là sân bay Vân Đồn mình về được Sài Gòn chết cha rồi em đặt người ta sân bay cắt bi hả dạ. Lộn thằng đó nó chở ra cắt bi cái nó anh ơi tới sân bay Vân Đồn chưa tài xế quẹp nhìn gì nó hết hồn luôn nó không ngờ luôn. Ủa cái này sân bay cắt bi mà anh trời ơi em đặt sân bay Vân Đồn đâu có anh đặt sân bay cắt bi mà trời ơi chết mẹ rồi bỏ vé luôn ổng ổng đọc lộn luôn dạ ông đúng rồi lộn. Xong rồi cái em tức quá cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy đừng nói chuyện với người ta cái nói anh sợ trên Google á trời ơi là tưởng đâu mình tưởng đâu là ổng biết rồi ổng rành rồi ai về là ổng sạch trên Google là ổng nhấn vô là hả chuyên gia chở đi tuyến máy bay tuyến sân bay mà vậy không đó. Coi cái địa phương dạ không coi trời ơi bó tay em hỏi anh ơi tới sân bay Vân Đồn nó quay hết hộn em rồi tuột máu luôn xong rồi mất tuột máu luôn bất kỳ em mới mốt mà chị Thúy Nga về á là giới thiệu với chị cho em trai dạ. Chị Thúy Nga đúng rồi đó đúng em kể cho nghe nghĩa là từ ngày em đó là đi diễn với xe đét cho Lê Tứ thấy không hai chị em đi tung tăng chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi dạ. Là tới xe đét là sát dạ. Bên à, mà bà vừa gọi điện thoại thì mở lo lên thì em nghe tiếng gà gáy
mà chị biểu ví dụ như 6 giờ tối hay là 6 giờ rưỡi tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát dạ. Đó. Nghe gà gáy, nghe không phải gà gáy, nghe chó sủa. Nghe chó sủa, nó sao kỳ ta. Cái đầu gọi ô Tứ ơi, ga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái Tứ nó ủa sao chị xuống sớm vậy? Ủa tôi sao vậy? Dạ, xô mình tháng sau lận chị. Trời ơi lộn. Là thứ lộn con dạ. Trời dạ. Ơi. Dạ. Anh này cũng quá nhiều giống như gọi là chân mệnh thiên tử á. À, chị quên của em hại vợ mấy lắm. Mấy mà mấy đứa bạn ở dưới quê à, gọi là chân mệnh thiên tử á, là độc nhất vô nhị luôn là ổng đó. Chuyên gia luôn. Rồi bây giờ là da dẻ vậy là đúng dạ, rồi đó. Dạ, da dẻ. Còn gì nữa? Còn mới đây nữa. Cũng da dẻ lắm. Anh đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em. Xong cái gặp công an, mình thấy công an trước rồi cái mình sợ nữa. Ủa anh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tấp vô cái cũng tấp vô luôn, ok rồi, tại ông này thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi? Cái nói với anh công an vậy đó, xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn, chở đồn luôn. Mà em nói có bi đát cũng khiếp luôn. Bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn. 11 ngày đêm đi tới địa phận Bến Tre bị bắt. Rồi sao? Đi Trà Vinh mà cẩu xe về. Đi taxi Bến Tre vô trung tâm thành phố, thêm mấy trăm ngàn ngủ một đêm. Qua bữa hôm sau lấy xe mà chị em hi hữu thiệt. Bởi số bị xui hay sao? Đi vô để mình đã phạt không lái luôn, chịu gửi để lấy xe về vô nào phạt. Hệ thống toàn quốc lỗi, thứ hai lấy bà trời ơi trời quốc thêm 3 ngày nữa. Em nói mà cái tiền xe mà cái tiền mà ở khách sạn tiền xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc hơn tiền nào phạt nữa. Mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi, ngay bữa em vô bị lỗi luôn, lỗi thứ 6. Hệ thống toàn quốc lỗi rồi em bơi thứ hai rồi em vô. Ông giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui à. Mà nó xui thì ghê lắm chị. Dữ lắm. Số ông này xui dữ lắm. Mà đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Nhiều lắm. Là 100 triệu luôn. Bây giờ có nhiều lắm. Nước quá đi em. Dạ đúng rồi đi. Bây giờ mong muốn đi. Bây giờ mong muốn đi. Nó dầm dầm. Khui nó không? Khui nó không? Nhiều tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ. Thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó, giống như mới bớt da dẻ dạ, đúng không? Mới lần mà đi, chuẩn bị sẽ có cuộc vui rồi đi chơi với hội bạn đó, rồi mặt rồi em đã dặn ở nhà rồi. Anh cứ giờ anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A, người ta đi B, anh cứ đi B đi, anh khỏi ra dẻ, anh khỏi thể hiện gì chơi. Rồi là bớt da dẻ. Dạ đúng rồi, người ta kêu đi đâu thì đó đi, anh đừng có bài nữa. Đó, rồi giờ bắt tới đầu. Cưng đó, giờ tới cưng dạ. Đi nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nói đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt da dẻ đúng không? Dạ đúng rồi, với lại bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á, tật xấu với em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng với em thôi. Hay lớn tiếng em gặp nghe công việc em tép. Em bị stress bị đúng không? Bị tép công việc. Cứ lớn tiếng thì em nghe tép thì em bực em chửi là mà hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao nói binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Vậy đó hả? Trời ơi thấy ghê lắm. Rồi sao? Xong thì cứ cãi lộn vậy đó. Cứ em bị tép rồi vậy, lớn tiếng cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa mà là không nói gì gì. Mà nói nhiều không? Nói nhiều rồi, nói nhiều lắm. Lớn tiếng mà còn càm ràm nữa có. Càm với em. Vậy là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Đâu đó coi, tôi nói cho ông biết, tôi nói thiệt với ông. Cũng quen vậy rồi. Đó, còn càm ràm mà xù xìu mít á là còn mệt nữa. Mà em thấy cũng vui. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị tép công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn vậy là vui. Thì vợ càm ràm em giỡn lại, em giỡn nhiều. Còn gì nữa nè, càm ràm. Vợ em tật xấu, em thì tật xấu, vợ em thì không có tật xấu. Đúng không? Vợ mong muốn là chắc hết càm ràm đúng không? Không muốn thì vợ em cũng có càm gà nhưng mà ít ít lại à, để càm gà nó vui không có nó buồn thì một ngày mày không nghe vợ chửi chịu không nổi ít ít lại cho nó có nhà đúng không cho nó có không khí cho nó hương vị. Nói nghe nè, mình càm ràm tại vì những em càm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ đúng, dạ, dẻ rồi hư bột hư đường thì đó mê, dạ. Mê. Rồi vậy thôi á, rồi em càm ràm cái lúc á mà nó quên tắm hoài phải không? Dạ đúng rồi, em nói thì đúng không đó, muốn nó bớt á thì bỏ mấy cái tật nó đi. Trời ơi ơi, cặp vợ chồng này quá vui và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. Anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó có lại thêm đứa nữa. Mới 18 tháng rồi đó em, không sao đâu, không sao đâu, được em mới 18 tháng thì lẹ lẹ mình nuôi cũng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Dạ đó nghe rồi, cảm ơn. Dạ có nôn không? Dạ nôn chị, nôn kìa, nôn chút kiện ư ngứa mỏ quá. Chúc con gái nha, nghe rồi chúc cho hai vợ chồng của hai đứa nha. Trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. Qua năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Trời ơi, con cọp vàng nó có cọp rồi. Mẹ
Đấy, có con rồng vàng. Rồng. Xin lỗi. Dạ. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Xin chào. Dạ.